Thì tôi xin được trân trọng giới thiệu tham gia tọa đàm của chúng ta hôm nay có khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Vâng, xin chào các quý vị khán giả. Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương. Vâng, xin chào các quý vị khán giả. Và Phó Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 của thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào tiến sĩ Nguyễn Chí Dũng và tất Tất cả cả quý vị khán giả. Thì bây giờ bắt đầu cái cuộc tọa đàm của chúng ta, mà đây là tôi nghĩ rằng các chuyên gia có lẽ là hàng đầu của đất nước ta liên quan đến cái việc tiêm chủng và phòng chống dịch COVID-19. Thì xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồng là thông tin về tình hình tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ở các nước trên thế giới hiện nay đang như thế nào? Những thông tin mới nhất và những nghiên cứu mới nhất của thế giới liên quan đến cái việc tiêm chủng cho trẻ em ở cái lứa tuổi này thì hiện nay chúng ta có những thông tin gì? Vâng, hiện nay tiếp theo cái việc tiêm chủng vaccine cho các đối tượng người từ 12 tuổi trở lên thì trên thế giới hiện nay cũng đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Theo thông tin của nhà sản xuất và Tổ chức Y tế Thế giới chúng tôi cập nhật thì cho đến hiện nay đã có tới trên 60 quốc gia triển khai vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Hầu hết các quốc gia đã đưa vào cái việc chấp thuận sử dụng vaccine này từ tháng 11 năm 2021 và nhiều quốc gia cho đến tận tháng 2 năm 2022, tức là rất mới đây, đưa vaccine này được chấp thuận để sử dụng tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Chúng tôi cũng đã có tham khảo cái số lượng vaccine sử dụng trên thế giới hiện nay thì được biết là đã có 80 triệu liều vaccine của hãng Pfizer BioNTech đã được phân bổ sử dụng cho các quốc gia và các cái số liệu thì đang tiếp tục được cập nhật qua cái hệ thống của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như của các nhà sản xuất. Và chúng tôi cũng xin lưu ý đây là những vaccine mà đã được sử dụng ngay tại các quốc gia ở châu Mỹ, như là tại Mỹ, như tại châu Âu, là rất nhiều các quốc gia của châu đã được sử dụng vaccine này với cái tổng số là 64 quốc gia người ta đã cho phép sử dụng vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Đối với các quốc gia châu Á của chúng ta thì đã có Nhật Bản, có Philippines, có Singapore, có Malaysia, tức là những nước là gần chúng ta, họ cũng đã chấp thuận sử dụng vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Thế và cái việc sử dụng vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi theo khuyến cáo, theo cái số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới và của nhà sản xuất thì về cái tính an toàn của vaccine thì cũng tương tự như là đối với cái vaccine sử dụng cho người lớn và trẻ lớn. Trẻ lớn đây chúng tôi đề cập là trẻ từ 12 cho đến dưới 18 tuổi mà chúng ta, Việt Nam chúng ta cũng đã triển khai cũng như các quốc gia khác trên thế giới. Thì bây giờ như vậy là chúng ta thấy là khá nhiều nước mà những nước có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến người ta đã chấp nhận cái việc tiêm chủng vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Như vậy là khá là lớn. Đấy. Thì như vậy thì quả thực đây là những cái thông tin mà để cho người dân cũng như chúng ta suy nghĩ rằng là cái sự cần thiết đó không chỉ là một nước nào đấy mà là rất nhiều nước có trình độ phát triển người ta chấp nhận cái này và rõ ràng phải có căn cứ về mặt lý thuyết cũng như về mặt thực tiễn cũng và nghiên cứu để người ta có được cái quyết định nó như thế này. Thế thì để củng cố thêm cái dữ liệu cho chúng ta trên cơ sở tư duy xem thử là triển khai cái như thế nào, tầm quan trọng của nó như thế nào, thì chị có cho biết được là ở Việt Nam mình thì sau khi hoàn thành hai mũi tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi đấy thì đang đặt ra những vấn đề gì? Thông tin chúng ta có liên quan là như thế nào? Về việc triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 12 cho đến 17 tuổi ở Việt Nam chúng ta thì hiện nay đây là một cái chiến dịch chúng tôi đánh giá rất thành công. Số mũi tiêm của chúng ta đã đạt tới 17 triệu mũi tiêm vaccine. Trong đó, mũi tiêm vaccine thứ nhất cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi của chúng ta đã đạt trên 97%. Và mũi tiêm thứ hai chúng ta đã đạt được 94,6%. Cái việc này chứng tỏ là cái kết quả tổ chức tiêm chủng rất an toàn và cái tính lan tỏa sự chấp nhận của các bậc cha mẹ rất cao và chúng ta đã đạt được tỷ lệ rất là tốt. Và một cái lưu ý mà chúng tôi cũng chỉ muốn chia sẻ với các quý vị khán giả và các bậc cha mẹ là trong quá trình triển khai tiêm chủng cho nhóm trẻ từ 12 cho đến dưới 18 tuổi thì chúng ta ghi nhận cái số liệu về tiêm chủng rất là an toàn. Về các phản ứng thông thường của chúng ta ghi nhận thì có từ 0,5 cho đến 10% các cháu
được tiêm chủng ghi nhận có phản ứng thông thường tùy từng địa phương. Đây là một con số mà nếu mà so sánh với các khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là của nhà sản xuất là chúng ta ghi nhận phản ứng thông thường ở trẻ em Việt Nam chúng ta có lẽ là nhẹ nhàng hơn so với cái số liệu người ta đã từng ghi nhận có những phản ứng đến 80%, 50% các cháu có biểu hiện đau và mệt mỏi, nhưng ở Việt Nam chúng ta thì con số trung bình ghi nhận trên toàn quốc theo hệ thống báo cáo của chương trình tiêm chủng mở rộng thu nhận từ các điểm tiêm chủng thì chúng ta chỉ có xấp xỉ 10% là phản ứng thông thường. Còn phản ứng nặng chúng ta cũng đã có ghi nhận, đó là những cái trường hợp phản ứng phản vệ độ 2 và các cháu đã được xử trí kịp thời và qua khỏi. Có những trường hợp mà ghi nhận có vài trường hợp là phản ứng viêm cơ tim, nhưng với cái sự chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế, cái sự tập huấn của các chuyên gia nhi khoa mà ở đây có giáo sư Trần Minh Điển cũng đã hướng dẫn rất chi tiết và cán bộ chúng tôi cũng đã xử trí rất kịp thời và không để xảy ra rủi ro đáng tiếc. Nhìn trên một con số tổng thể khi triển khai chiến dịch với 17 triệu liều, chúng tôi chỉ ghi nhận có 5 trường hợp trên 1 triệu liều vaccine sử dụng là có cái phản ứng gọi là phản ứng nặng, tức là phản ứng mà các cháu phải quay trở lại cơ sở y tế để xử trí điều trị. Và như tôi vừa chia sẻ thì đây là một chiến dịch được ghi nhận với cái số liệu triển khai tiêm chủng của chúng ta rất là an toàn, nằm hoàn toàn trong những khuyến cáo, những bệnh cảnh mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng như nhà sản xuất đưa ra. Cảm ơn chị Hồng. Như vậy thì chúng ta thấy là các cái số liệu, các cái chứng cứ cho thấy là tiêm chủng nó rất là an toàn, rất là an toàn. Cái tỷ lệ mà có phản ứng 0,5 đến 10% là rất là thấp, rất là thấp, quả thực là rất thấp. Và như vậy thì ở đây có hai phó giáo sư tiến sĩ là những người mà điều trị cụ thể, những người thực chất là tiếp cận với các cái trường hợp là như vậy, và có lẽ là có được không những là thông tin về mặt lý thuyết, về mặt số liệu mà còn cảm nhận thực tiễn trong cái việc là cái quá trình tiêm chủng vừa rồi là như thế nào. Thì xin được hỏi hai phó giáo sư là cái hiệu quả bước đầu của việc tiêm chủng vaccine phòng chống lây nhiễm và điều trị COVID-19 ở nhóm trẻ từ 12 đến 18 tuổi mà thực chất là điều trị trong hai cái bệnh viện hàng đầu của đất nước ta, bệnh nhi đấy hàng đầu nước ta thì như thế nào? Xin được hỏi anh Điển trước ạ. Vâng, cái hiệu quả của vaccine thì chúng ta đều đánh giá đây là một cái vấn đề cơ bản và hữu hiệu để chúng ta có thể đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19 hay không. Và Tổ chức Y tế Thế giới thì vẫn tiếp tục khẳng định rằng là cần phải tiếp tục tiêm chủng bao phủ rộng hơn nữa, và đặc biệt là cho những cái nhóm người nguy cơ và nhóm yếu thế. Và nhóm yếu thế ở đây là chúng ta đang đánh giá cho là cái nhóm trẻ em là vấn đề cực kỳ quan trọng. Và trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta đã tiêm đến 17 triệu liều cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi và an toàn. Thì đây là một cái vấn đề mà Bộ Y tế cũng như là mỗi một cái cán bộ nhân viên của chúng tôi đi tham gia vào tiêm chủng đều đang hết sức cố gắng. Và cái khi mà tiêm chủng như thế thì đã được đưa ra những cái kế hoạch liên quan đến cái tập huấn cho từng mỗi một cái người điều dưỡng tiêm. Thì đây là một, tôi nghĩ rằng là chúng ta đã làm rất là tốt và rất là an toàn. Và thực tế thì hiện tại thì ở tại khu vực Hà Nội chúng ta đang có cái tình hình dịch bệnh. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang xảy ra. Và ở cái nhóm mà các cháu đã được tiêm chủng đó thì cũng đã được đi học. Và khi mà các cháu có bị nhiễm thì chúng ta đều thấy rằng là cái tình trạng nhiễm nó rất là nhẹ. Không có những cái trường hợp nào, hiện tại thì Bệnh viện Nhi Trung ương của chúng tôi thì chưa có trường hợp nào ở cái nhóm tuổi đã tiêm chủng là từ 12 đến 17 tuổi phải vào nhập viện vì các tình trạng bệnh nặng. Thì đây là một vấn đề mà chúng ta hết sức lưu ý, là với cái nhóm này chúng ta đã làm cho giảm được cái tình trạng bệnh cần phải nhập viện cũng như là giảm được cái dấu hiệu chuyển nặng của tình trạng bệnh. Đây là những thông tin nó rất là đáng khích lệ về việc là tiêm chủng. Quả thực là nếu mà tất cả các cái em thiếu nhi ở Hà Nội từ 12 đến 18 tuổi tiêm chủng rồi đấy thì là không có trường hợp nào phải nhập viện. Từ kinh nghiệm của bác sĩ Điển thì quả thực là một thông tin chúng ta rất là đáng cân nhắc để tiếp tục thúc đẩy cái chương trình tiêm chủng. Thì ở đây có anh Hùng là kinh nghiệm từ thành phố Hồ Chí Minh, một thành phố có quá nhiều kinh nghiệm trong việc phòng chống dịch COVID-19. Xin anh chia sẻ từ kinh nghiệm thực tiễn của anh như thế nào. Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Chí Dũng, thưa phó giáo sư tiến sĩ Trần Minh Điển, phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, tất cả các anh chị và quý vị khán giả. Thì như anh Điển đã trình bày đó và chị Hồng trình bày, phải nói là cái vaccine
nó là cái vũ khí mà để chúng ta có thể chiến thắng trong cái cuộc chiến với Covid. Thì qua cái tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thì chúng ta biết là trong cả năm 2021, đặc biệt là từ tháng 7 2021 thì chúng tôi ở trong cái đỉnh, phải nói là dịch lịch sử chưa từng có trong đời người. Và với hơn 30 năm làm trong ngành y thì đây cũng là lần đầu tiên như tất cả các anh chị chúng ta chứng kiến một cái trận dịch phải nói là ngoài sức tưởng tượng. Và như vậy thì cái trong cuộc chiến này đó thì vaccine phải nói là nó đóng một cái vai trò rất quan trọng. Bao phủ được hai mũi vaccine cho người lớn rồi đến cái mũi thứ ba thì chúng ta thấy cái hiệu quả ngoài những cái công tác khác, thì cái vaccine tôi nghĩ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm cái số người mắc bệnh COVID. Và cái điều mà lo lắng là sau khi người lớn đã được chích ngừa mũi 2, mũi 3 rồi đó, thì cái sự lo lắng của chúng ta dồn qua cho các cháu trẻ em là dưới 18 tuổi. Thì chúng tôi nhớ là trong cái tháng khoảng tháng 10 đó, năm 2021, thì cái nhân cái dịp mà của Chủ tịch nước đến làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng kiến nghị thay mặt cử tri thì có rất nhiều là người dân thành phố Hồ Chí Minh là gọi điện thoại chúng tôi quan tâm, là đề nghị là bác sĩ khi tiếp xúc với Chủ tịch nước thì có đề xuất làm sao mà để chính phủ và Bộ Y tế quan tâm để mà chích ngừa cho các cháu dưới 18 tuổi. Bởi vì bây giờ người lớn đã chích ngừa hết rồi thì người ta rất là không an tâm. Đặc biệt là cái nhân viên y tế mà mình đang ở tuyến đầu chống dịch, xung phong chống dịch mà ở nhà mình mà con mình chưa được chích ngừa cũng rất lo. Và nhất là các cháu nghỉ học trong một thời gian dài hơn một năm trời ở nhà, phải nói rất nhiều cái tác động tâm sinh lý rồi đến việc học hành, đến việc phát triển các cháu. Và phụ huynh vẫn rất muốn là để cho các cháu đi học sinh hoạt lại bình thường giống như người lớn khi mà xã hội mở cửa. Thì một trong những cái điều mà làm cho người dân ta yên tâm hơn đó là làm sao chích ngừa sớm cho các cháu. Thì qua cái kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh và nhiều cái phụ huynh trong cả nước, thì chính phủ chúng ta đã triển khai cái chuyện mà chích ngừa cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tháng, dưới 18 tuổi. Thì phải nói đây là một chủ trương hết sức đúng đắn, nó đã có cái cơ sở thực tiễn từ các nước tiến bộ như là Mỹ và châu Âu. Và tới mình đây là tôi nói là phải nói là một cái điều mà nhà nước đã quan tâm, Bộ Y tế đã quan tâm đến người dân. Và chúng tôi ở tại thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai tiêm chủng cho các cháu là từ 12 đến 18 tuổi là hai mũi, coi như là an toàn, gần như là 100% các cháu bao phủ. Và hiện bây giờ thì các cháu bắt đầu trường học mở cửa trở lại đi học, thì cho đến cấp 2 tức là từ lớp 6 đến 12 thì các cháu 12, 18 tuổi thì đã yên tâm rồi. Và ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 từ tháng 7 năm 2021 thì chúng tôi điều trị hơn 2.000 ca COVID-19, trong đó trẻ em từ sơ sinh cho đến dưới 18 tuổi là 1.100 trường hợp. Thì tính ra cái sau khi mà chúng ta tiêm ngừa từ tháng 11 năm 2021, tiêm ngừa cho trẻ từ 12 đến 18 tuổi đó, thì chúng tôi thấy cái số mà nhập viện nó giảm hẳn. Thí dụ như tháng 11 năm 2021 thì có 163 trường hợp các cháu đã nhập viện, tháng 12 là 150 trường hợp, nhưng mà đến tháng Giêng thì chỉ còn có 75 trường hợp thôi. Thì phải nói là trong có nhiều yếu tố để dẫn đến cái số mà trẻ em nặng phải nhập viện đó là nó giảm. Tuy nhiên trong đó thì chúng tôi nghĩ là cái vai trò của mà chúng ta đã tiêm vaccine COVID-19 là cái Pfizer đó cho trẻ từ 12 18 tuổi, tôi nghĩ là đóng một vai trò cũng rất là quan trọng trong cái việc mà góp phần để giảm cái số ca mắc và số ca trẻ em nặng nhập viện. Xin cảm ơn ạ. Từ kinh nghiệm thực tiễn thì anh đánh giá như thế nào về cái việc là điều trị cho trẻ em mà nhiễm COVID-19 trong thời gian qua của đặc biệt là từ của nước ta và đặc biệt là từ Hồ Chí Minh và bệnh viện của anh? Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, thì phải nói là trong cái dịch mà cái đợt dịch thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đó, thì tất cả nhân viên bất cứ cái chuyên khoa nào, bệnh viện nhi cũng vậy, là chúng tôi cũng xông ra tuyến đầu, và cái người đối tượng đầu tiên mà chúng tôi tiếp nhận và điều trị đó là người lớn chứ không phải là trẻ em. Thì Bệnh viện Nhi Đồng 1, ngoài cái cơ sở là điều trị nhi tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, cái đơn vị khu điều trị COVID chúng tôi đó, thì chúng tôi phụ trách bệnh viện dã chiến Củ Chi 800 giường. Thành ra ngay từ đầu thì lực lượng y tế thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ nhi đã được tiếp xúc cọ sát với cái thực tế và điều trị cái COVID người lớn rồi, chúng tôi đã có kinh nghiệm rồi. Và với kinh nghiệm quý báu từ cái việc điều trị, chẩn đoán, điều trị, theo dõi cho cái COVID người lớn đó, thì các bác sĩ nhi thành phố Hồ Chí Minh, ba bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh có ba bệnh viện nhi là Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Nhi Đồng thành phố, cùng với các đồng nghiệp của các bệnh viện tuyến tỉnh phía Nam cũng như là ở Hà Nội, là chúng ta cũng nhanh chóng đã đề xuất Bộ Y tế và chúng ta đã nhanh chóng là biên soạn ra cái phác đồ điều trị COVID trẻ em.
dựa vào hướng dẫn của thế giới, và đặc biệt là trong hoàn cảnh chúng ta là cập nhật rất sớm. Thành ra đứng về mặt cái phác đồ điều trị là chúng ta có cái thống nhất cái phác đồ điều trị người lớn và trẻ em rất sớm ngay từ đầu, và nó trải qua nhiều lần, qua cái nhiều cái thực tế đóng góp, chúng ta điều chỉnh để nó hoàn hảo. Và cái đó, ngoài cái phác đồ điều trị thì chúng tôi khi có phác đồ điều trị thống nhất là chúng tôi huấn luyện tập huấn cho toàn bộ bác sĩ và điều dưỡng cũng là nhân viên khác, từ anh bảo vệ cho đến cái anh em thanh niên xung phong giữ xe vân vân, là phải nắm được cái cách làm sao mà mình nhận biết cái COVID sớm, rồi cái phân loại điều trị thế nào, rồi bố trí điều trị, tổ chức điều trị. Và đặc biệt là cái cơ sở điều trị thì ba bệnh viện Nhi thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động trong cái việc mà thành lập cái đơn vị rồi tới khoa điều trị COVID đầy đủ những cái trang thiết bị hồi sức cấp cứu cũng như là cái vật tư y tế tiêu hao, máy móc, phương tiện chẩn đoán để mà chúng tôi phân loại và điều trị ngay các cháu. Và sở y tế thành phố tiến cái đối với, đặc biệt là đối với COVID trẻ em đó, thì chúng tôi có cách phân loại điều trị, ví dụ ở tuyến nào, mức độ nào thì điều trị ở tuyến cơ sở, bệnh viện quận huyện, bệnh viện dã chiến, mức nào thì đến bệnh viện chuyên khoa nhi. Và phải nói là đã tiếp nhận điều trị và với kinh nghiệm hồi sức nhi nhiều năm của các bác sĩ chuyên khoa nhi đó, triển khai những thi cao dù HFMC rồi thở máy, ECMO, máu nhân dân, thì phải nói là cái chuyện mà điều trị cái cho trẻ em ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam mà bị COVID phải nói khá thành công, và tỷ lệ tử vong rất là thấp. Ngay bản thân trẻ em là đã cái tỷ lệ tử vong thấp hơn người lớn rồi, nhưng mà đặc biệt là chúng ta có cái gặp cái khó khăn, ví dụ như trong 1.100 cái trẻ mà nhập viện tại bệnh viện Nhi đồng 1 từ tháng 7 2021 đến nay đó, thì có 102 cháu là những cháu nằm trong cái nhóm là có bệnh lý nền, ví dụ tim bẩm sinh, bệnh lý gì máu, thận, thần kinh, là sinh non, dị tật bẩm sinh, nhân dân. Thì những cái bệnh lý này thì đã khiến các cháu là bị COVID thì rất là nặng. Nhưng mà với cái điều trị hồi sức tích cực với phác đồ tốt và những trang thiết bị con người đó, thì chúng tôi cũng hạ thấp, rất là thấp cái tỷ lệ tử vong. Anh Hùng, từ những cái thông tin mà anh có, số liệu anh có, thì anh có thể so sánh giữa trong cái điều trị cho những trẻ em mà đã tiêm chủng so với trẻ em chưa tiêm chủng mà nó mắc COVID thì tình hình nó thế nào anh nhỉ? Dạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, thì cái trường hợp mà bây giờ mình biết là trẻ em tiêm chủng đó, thì tại thành phố Hồ Chí Minh như cả nước mình hiện giờ cái đối tượng tiêm chủng là 12 đến 18 tuổi. Thì như nãy em nói đó, là cái sau khi mà tháng 11 năm 2021 ta triển khai tiêm chủng cho toàn thành phố cái nhóm tuổi này đó, thì cái số ca nhập viện rất là thấp. Mà trong tháng ví dụ như tháng 12 năm 2021 thì chúng em chỉ nhận có 3 ca thôi. Dạ. Ở trẻ từ 12 đến 18 tuổi, và trong cái tháng giêng có 1 ca thôi. Và cái ca này là một cái cháu mà nó không có chích ngừa. Rất là nặng và không chích ngừa, thành ra các cháu này cuối cùng nó tổn thương đa cơ quan, mặc dù mình cũng đã cố gắng hết sức điều trị cho cháu theo cái những cái hồi sức tốt nhất, nhưng mà cuối cùng thì không may cháu tử vong. Có nghĩa là một cái ca 12 18 tuổi chưa được chích ngừa do cái bệnh lý nền rất là nặng thì cháu nó tử vong khi mắc COVID. Còn đối với cái số nhập viện chung của nhóm tuổi này thì gần như rất ít sau khi mà chúng ta đã triển khai chiến dịch chích ngừa trên toàn thành phố cho các cháu ạ. Cảm ơn anh Hùng. Bây giờ xin hỏi ý kiến là từ kinh nghiệm của anh điều trị thì có cái so sánh ở đây giữa các cháu nhập viện mà đã tiêm chủng với các cháu mà chưa tiêm chủng thì cái tình hình thực tế nó thế nào? Vâng ạ, theo cái số liệu thống kê của Bộ Y tế thì trong cái thời gian vừa qua thì trẻ em dưới 18 tuổi mắc với một cái tỷ lệ không nhỏ hơn so với người lớn, chiếm đến 19,3%. Thế tuy nhiên thì chúng ta thấy cái nổi cộm lên là cái nhóm từ 5 đến 11 tuổi là chiếm một cái đến cái tỷ lệ là đến 8% trong cái số 19,3% đó. Thì đây là một cái nhóm mà chúng ta hết sức cần phải lưu ý. Thế và với những cái kinh nghiệm mà chúng tôi cũng thu nhận được từ các đồng nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh như là của Phó sư Nguyễn Thanh Hùng chẳng hạn, hay là tại một số các chuyên gia khác ấy, thì chúng tôi cũng đã lên một cái kế hoạch rất là cẩn thận cho khu vực Hà Nội này. Thứ nhất là chúng tôi cũng triển khai cái phác đồ điều trị của Bộ Y tế ban hành cho dành cho trẻ em. Thế và sau đó thì chúng tôi đưa vào trong những cái công tác về triển khai thực tế,
và triển khai thực tế ở tại khu vực Hà Nội này thì chúng ta cũng thấy là do là phủ được vaccine rất là tốt ở tất cả các nhóm tuổi trên 12 tuổi rồi. Do vậy cái tình trạng bệnh nhẹ là xuất hiện là chủ yếu. Thế nhưng mà với một cái nhóm tuổi mà nó chưa được tiêm phòng rồi những nhóm trẻ bị bệnh nền thì chúng ta cần phải có những cái quan tâm rất là đặc biệt. Thế và ở đây thì hàng ngày hiện nay thì chúng tôi cũng có tiếp nhận khoảng độ 200 em bé đến khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Và trong đó thì sau khi sàng lọc thì ra hàng trăm em bé là có mắc cái COVID. Nhưng mà các em bé này thì đều là cái nhóm tuổi là nhóm chủ yếu chính là ở những cái nhóm tuổi chưa được tiêm phòng là dưới 12 tuổi. Và đặc biệt hơn nữa là những cái hậu quả của hậu COVID-19 mà ở trẻ em thì ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì Phó sư Hùng cũng gặp đến khá là nhiều các trường hợp nó mắc cái hội chứng viêm đa hệ thống các cơ quan gọi là MIXI ấy. Và với cái tình trạng này nó gây ra cái tổn thương cái hệ thống tuần hoàn và nó gây ra cái tình trạng suy đa các cơ quan. Và hiện tại thì tại Bệnh viện Nhi Trung ương của chúng tôi thì cũng gặp một cái nhóm bệnh này khoảng độ, hình như là chúng tôi đã thống kê con số là 16 bệnh nhân tất cả. Nhưng mà với tất cả những cái tình trạng này thì đều ở cái nhóm tuổi dưới 11 tuổi và chưa được phải là cái nhóm tuổi tiêm phòng. Thì đây là cái mà chúng ta đang nói về cái số liệu tổng thể chung ở trong thời gian vừa qua mắc thì mắc ở cái nhóm tuổi là từ 5 đến 11 tuổi là chiếm tỷ lệ lớn trong cái đợt dịch vừa qua. Đấy, vấn đề thứ hai nữa là những cái tình trạng bệnh lý hiện tại đang cần phải nhập viện và những cái tình trạng hậu COVID thì chúng ta lại cũng lại nhắc nhiều đến cái nhóm tuổi dưới 11 tuổi. Đấy, thế do vậy thì cũng để mà mặc dù là chưa có những cái số liệu một cách thống kê một cách chắc chắn và cụ thể nhưng mà chúng ta đều nhìn thấy được qua cái thực tế công việc là những cái nhóm tuổi 12 đến 18 tuổi có mắc thì là mắc cái tình trạng nhẹ thôi và không đến mức độ chuyển nặng phải nhập viện hoặc là cái tỷ lệ tử vong có thể xảy ra. Thì đây là cái mà tôi nghĩ rằng là chúng ta hết sức lưu ý với những cái con số và những cái thực tế như vậy. Như vậy thì qua ý kiến của ba chuyên gia trong liên quan đến cái lĩnh vực tiêm chủng vaccine và phòng chống dịch COVID-19, một bức tranh nó hiện lên rất rõ, các số liệu nói có sức thuyết phục rất là cao. So sánh giữa những trẻ em được tiêm và không được tiêm, nhập viện tỷ lệ là bao nhiêu, mức độ nặng tỷ lệ là bao nhiêu, chúng ta thấy chênh lệch trong một trời một vực. Và như vậy thì các cái số liệu mà anh Điển vừa cung cấp ấy thì cũng nói lên một điều rằng là rõ ràng những trẻ em mà ở cái lứa tuổi mà chúng ta chưa có chính sách để tiêm chủng là tức là từ 5 đến 11 tuổi đấy thì nhập viện nhiều hơn và bị nặng nhiều hơn. Trẻ em ở trên đó đã tiêm chủng đầy đủ rồi thì gần như là số lượng không đáng kể và diễn tiến bệnh nặng cũng không có. Thì quả thực những cái đó là những thông tin có sức thuyết phục cao nhất. Và rõ chúng ta đứng trước một vấn đề nó rất là hệ trọng, và hệ trọng không chỉ là cho các em mà hệ trọng cả cho tương lai của đất nước. Quả thực là nếu mà chúng ta tiêm chủng được đầy đủ thì các em mới đến trường được. Bây giờ học online đấy thì quả thực là một tình thế nó bắt buộc thôi, bởi vì rằng con người ta đấy ở cái thời điểm đi học nó không chỉ là học ở trường lớp nhận được nhiều kiến thức hơn, nhưng mà nó có 1001 cái lợi ích đấy theo nữa mà học online không có được. Đó là giao tiếp, đó là kỹ năng về hợp tác với nhau. Bởi vì trong cái thời đại này không hợp tác với nhau, anh làm một mình làm sao anh làm được công việc. Thì bao nhiêu thứ mà nó gắn lợi với việc trẻ em đến trường đi học. Thành thử là việc trẻ em đến trường đi học là rất quan trọng để bảo đảm tương lai cho chúng ta, sự phát triển. Đồng thời đó là quan trọng đối với các em, nhưng mà quan trọng nữa đối với bố mẹ của các em. Bởi vì nếu mà các em ở nhà đấy thì làm sao mà dồn sức đi làm được, cống đâu mà một nửa thời gian ở bên này, một nửa thời gian ở bên kia, rồi tâm lực trí lực cũng không có thể đủ để mà có thể dồn sức để phát triển và làm việc cho nó tốt và thúc đẩy kinh tế phát triển. Thì quả thực là việc trẻ em được tiêm chủng để chúng ta tự tin mở lại trường học, để các em đến trường đi học là một vấn đề nó rất quan trọng, thuộc vào ưu tiên của chúng ta trong cái giai đoạn hiện nay. Chính vì thế mà vừa qua đấy thì chính phủ đã quyết định là mua hơn 20 triệu liều vaccine Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi. Vậy thì đây là một cái phản ứng chính sách tôi cho là rất là sáng suốt và rất là kịp thời của chính phủ. Thì sắp tới những yêu cầu mà để chuẩn bị cho kế hoạch tiêm chủng này cho các cái đối tượng mà là 10 trên 10 triệu
trẻ em của chúng ta đấy. Đấy là cái mảnh ghép cuối cùng mà để chúng ta có thực sự có được cái miễn dịch cộng đồng để trở lại cuộc sống bình thường mới và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Thì chúng ta phải chuẩn bị như thế nào và cần phải quan tâm đến những vấn đề gì, thưa chị Hồng? Vâng ạ, kính thưa tiến sĩ Dũng, thì cũng xin chia sẻ với các quý khán giả cũng như là các chuyên gia, thì từ kinh nghiệm triển khai chiến dịch tiêm chủng trong năm 2021 của chúng ta, với đến 190 triệu liều vaccine đã được triển khai, và đặc biệt là trong thời gian quý 4 năm 2021, chúng ta đã triển khai cho nhóm đối tượng trẻ em là các cháu từ 12 cho đến dưới 18 tuổi. Thì một cái nội dung rất là quan trọng đó là cái công tác tổ chức triển khai cho nhóm trẻ em này như thế nào. Sự cái quá trình triển khai công tác tiêm chủng cho trẻ em thì chúng tôi cũng phải nhận định một cái ghi nhận cái sự tham gia hỗ trợ tích cực của ngành giáo dục. Bởi vì đây là một cái đối tượng nó khác với nhóm đối tượng người lớn. Chúng ta có các cháu đi học ở các trường, và tới đây các cháu dù từ 5 đến 11 tuổi thì các bé cũng sẽ lần lượt đi học ở các trường tiểu học và các trường mẫu giáo. Thì cái sự tham gia của các thầy các cô rất là quan trọng. Bản thân các thầy các cô cũng cần phải nắm được những cái nội dung về chiến dịch tiêm chủng, sự cần thiết phải tổ chức tiêm chủng, và cũng tham gia vào ngay những cái phút đầu trong cái buổi tiêm chủng. Đó là theo dõi các cái phản ứng bất thường xảy ra ngay trong thời gian sau khi tiêm chủng. Và mà các thầy các cô cũng đồng hành với ngành y tế là có những cuộc họp với các phụ huynh để chia sẻ những cái công tác về tổ chức, cũng như là để đã một lần nữa truyền tải đến phụ huynh về cái công tác tổ chức tiêm chủng ở các trường học rất là an toàn. Mặc dù chúng ta tổ chức tiêm ở trường, nhưng hoàn toàn cái đội cán bộ tiêm chủng là từ các trạm y tế xã, và có những đội tổ chức theo dõi phản ứng sau tiêm chủng, cấp cứu phản ứng sau tiêm là các cán bộ chuyên khoa, rồi các cán bộ hồi sức cấp cứu đã được hỗ trợ từ các tuyến huyện, và thậm chí có một số nơi các thành phố lớn là tuyến tỉnh hỗ trợ để các bà mẹ yên tâm. Thế và chúng tôi cũng nhận thấy rằng từ kinh nghiệm của triển khai chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 12 cho đến 17 tuổi, lúc đầu thì theo khảo sát của chúng tôi từ những anh em đồng nghiệp thì cái số lượng mà bà mẹ chấp nhận ngay tại thời điểm ban đầu cũng chỉ có khoảng độ 70%. Nhưng mà sau đó thì cái thành công cho đến ngày hôm nay để thấy rõ là cái tính lan tỏa của chúng ta, tức là khi chúng ta tiêm chủng an toàn thì từ phụ huynh trong lớp sẽ tự nhắc nhở nhau đi tiêm, phụ huynh lớp này, phụ huynh lớp khác và khối này, khối khác sẽ lần lượt đưa các cháu đi tiêm, và cuối cùng là cái tỷ lệ các trẻ được tiêm chủng rất là cao. Và chúng tôi cũng từ kinh nghiệm đó để thấy rằng gì, cái công tác tổ chức an toàn tiêm chủng là vô cùng quan trọng. Và cũng không vì là đã triển khai nhiều vaccine như vậy, và đối với mỗi nhóm tuổi thì sẽ có từng loại vaccine khác nhau, đặc biệt là tới đây chúng ta tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 cho đến 11 tuổi, chúng ta cũng sử dụng vaccine do hãng Pfizer-BioNTech sản xuất. Tuy nhiên là hàm lượng vaccine, hàm lượng kháng nguyên hoàn toàn khác với vaccine mà chúng ta đã tiêm cho lứa tuổi trẻ từ 12 cho đến 17 tuổi, tương đương như người lớn. Hàm lượng vaccine ở đây chỉ bằng 1/3 hàm lượng kháng nguyên so với cái lứa tuổi mà chúng ta đã tiêm ở lứa tuổi lớn hơn. Và cái cách thức triển khai, cái cách pha vaccine cũng như đóng lọ vaccine, số liều vaccine trong một lọ, tới đây chúng tôi cũng sẽ phải tập huấn rất là kỹ lưỡng. Nó có sự khác so với lọ vaccine mà chúng ta tiêm cho trẻ lớn. Thế và một cái nội dung nữa, tức là khi chúng tôi triển khai công tác tiêm chủng thì bao giờ cũng song song là công tác về tổ chức hướng dẫn xử trí các cái phản ứng nặng sau tiêm. Mà một trong những nội dung đó là chính là các chuyên gia nhi khoa sẽ phải hướng dẫn cho cán bộ làm y tế dự phòng, các cán bộ y tế xã, huyện của chúng tôi nhận định được thế nào là các dấu hiệu bất thường của phản ứng sau tiêm liên quan đến các nhóm tuổi trẻ. Và đặc biệt tới đây thì trẻ nhỏ lắm ạ. Thưa, đây là tôi ngồi đang cạnh hai chuyên gia nhi khoa, thì các anh hiểu là các cháu bé nó lại khó hơn cái lứa tuổi vừa rồi tiêm. Nó không giao tiếp được nhiều, nhiều khi các cháu nó bé quá nó cũng bỏ qua những cái triệu chứng mà đáng ra cần phải phát hiện sớm. Thì tới đây một lần nữa chương trình tiêm chủng mở rộng, các cán bộ y tế tiêm chủng mà hôm nay tôi chỉ thay mặt cho các cán bộ làm tiêm chủng mở rộng ở các tuyến, thì cũng rất mong các anh chia sẻ những kinh nghiệm để làm sao mà hướng dẫn được cho các thầy các cô, các bậc cha mẹ, tất cả chúng ta cộng đồng đều chịu khó là chăm sóc các bé sau khi tiêm, phát hiện những triệu chứng mà cần phải xử trí kịp thời để tránh các rủi ro đáng tiếc. Đấy là phần hết sức quan trọng. Và vừa rồi chúng tôi cũng một lần nữa đề nghị các chuyên gia nhi khoa xem xét lại để hướng dẫn lại các cán bộ y tế của chúng tôi về cái phiếu khám sàng lọc cho các bé trước khi
tiêm chủng để chúng ta có được một cái buổi tiêm chủng thực sự an toàn. Còn đối với những cái cháu bị bệnh lý mãn tính và cái bệnh lý nền như là các anh vừa chia sẻ, thì trong chiến dịch tiêm cho trẻ lớn chúng tôi cũng đã được các bệnh viện nhi, các bệnh viện tuyến huyện chia sẻ cái gánh nặng đối với cán bộ y tế xã là các cháu đó đã được tiêm chủng ở các bệnh viện, và qua đó chúng ta vừa phòng chống được bệnh COVID-19 cho chính những cháu mà rất dễ nếu mắc COVID thì bệnh lại nặng nề hơn, đó là những cháu có bệnh lý nền. Thế và chúng ta đã thực hiện thành công công tác tiêm chủng đối với nhóm trẻ này. Đấy là một cái ghi nhận mà chúng tôi cảm thấy là chúng ta đã vượt qua được rất là nhiều khó khăn để chúng ta đạt được độ bao phủ đến 97%. Và tôi tin rằng trong một thời gian tới đây rất gần thôi, trong cuối tháng 2 này chúng ta sẽ đạt được mũi 2 cũng nhích đến tỷ lệ 96-97%. Con số 94% là các anh các chị vẫn đang chờ các cháu đến lịch tiêm chủng để tiêm tiếp. Vâng, thêm một lần nữa thì chúng tôi thấy nhấn mạnh lại là cái thời gian tới đây chúng ta triển khai một vaccine mới, mặc dù kinh nghiệm đã có nhưng đối với trẻ em từ 5 cho đến 11 tuổi thì đây cũng là một vaccine mới. Và tất cả từ cán bộ y tế cũng phải nghiêm túc học tập huấn lại để chúng ta có cái thao tác thực hành tiêm chủng an toàn, xử trí phản ứng sau tiêm. Và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục báo cáo với Bộ Y tế và duy trì cái cách thức tổ chức như các đợt chiến dịch trước, đặc biệt là công tác cấp cứu và xử trí phản ứng sau tiêm. Cái công tác trực cấp cứu 24 trên 24 giờ sau những đợt tiêm chủng là vô cùng quan trọng. Và còn cái việc cung ứng vaccine thì nó là truyền thống rồi, chương trình tiêm chủng mở rộng cũng sẽ cố gắng đảm bảo cung ứng vaccine với chất lượng đảm bảo nhất tới tất cả các điểm tiêm chủng trên toàn quốc. Cảm ơn chị. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta thấy là rõ ràng là vẫn còn cái nỗi lo lắng của nhiều bậc cha mẹ. Rủi ro tiêm chủng như vậy thì là nó có thể là sốc phản vệ sau khi tiêm này. Rồi có xảy ra trường hợp tử vong không? Vì rõ tiêm chủng không? Xong rồi là tiêm thì nó có ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ không? Đó là những cái sự lo lắng mà quả thực là rất dễ hiểu và rất tự nhiên của bậc cha mẹ thôi, bởi vì không gì quý hơn con của người ta cả. Thì cái đó là cái mà chúng ta có lẽ là cần phải thấu hiểu. Thế thì đây là các chuyên gia về ngành y, thì không biết các anh các chị đánh giá như thế nào về cái nỗi lo lắng đó. Và xin được hỏi anh Hùng từ thành phố Hồ Chí Minh trước ạ. Kính thưa tiến, dạ anh Hùng nghe không ạ? Dạ nghe. Chắc là đỡ bất ngờ phía bên kia. Dạ. Thế xin mời anh Điển, xin hỏi anh Điển trước. Dạ. Vâng, khi đứng trước một cái mũi tiêm dành cho trẻ em thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đều phải cùng với nhau lo lắng. Lo lắng ở đây không chỉ có một các bậc phụ huynh mà lo lắng của những cái người mà làm y tế như của chúng tôi. Thế và trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta đã tiêm cho người lớn và sau đó thì chúng ta tiêm cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi và những cái dữ liệu như vừa rồi Phó sư Hồng đã trình bày là rất an toàn. Thế và với cái nhóm trẻ này thì nó có gì đặc biệt hơn về thể chất, về tinh thần hơn so với những cái nhóm trẻ trước? Đấy, và cái sự lo lắng của cha mẹ thì có lo lắng hơn so với trẻ trước hay không? Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đều cùng phải quan tâm cùng với nhau. Thế và với một cái bác sĩ nhi khoa như của chúng tôi thì khi mà đứng trước một cái dữ liệu mà có vaccine tiêm chủng dành cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi này thì chúng tôi cũng đều phải đọc tài liệu để mà có thể tiếp cận được, để có thể giải thích được cho, tư vấn được tốt hơn cho các ông bố bà mẹ, và chúng ta cũng là những người yên tâm để chỉ định cái vaccine này cho trẻ em. Cái vấn đề thứ nhất là những cái nghiên cứu về những cái dữ liệu an toàn và hiệu quả của vaccine dành cho cái nhóm tuổi này thì cũng đã được nghiên cứu bởi nhà sản xuất, và sau khi mà đảm bảo được cái an toàn và hiệu quả đó thì FDA Hoa Kỳ là cái cơ quan mà rất khắt khe trong vấn đề về cấp phép vaccine, cũng đã cấp phép khẩn cấp vaccine dành cho cái nhóm tuổi từ 5 đến 11 tuổi này. Thế và thực tế như Phó Giáo sư Hồng cũng đã trình bày phần trước là đã có đến 60 nước chỉ định cấp phép dành cho vaccine này dành cho trẻ em. Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai thì các ông bố bà mẹ cũng vẫn cứ lo ngại rằng là có phản ứng gì lâu dài hay không, mà thậm chí có cả những cái câu hỏi và ảnh hưởng đến cái vấn đề về sinh sản di truyền gì hay không. Thế thì đây là một cái vấn đề thì chúng ta phải hiểu là cái bản chất của cái vaccine này. Thế bản chất của vaccine chính là các thành phần ARN thông tin. Và với cái ARN thông tin này thì đi vào trong tế bào, vào bào tương và tạo ra các protein gai, và các protein gai thoát ra ngoài phối hợp cùng với một số các tế bào miễn dịch để tạo ra kháng thể để chống đỡ lại virus.
Thế và với cái ARN thông tin này thì nó không xâm nhập vào trong nhân tế bào nơi chứa các vật liệu di truyền của cơ thể con người. Thế do vậy thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái cơ chế khoa học để rất là rõ ràng khẳng định được rằng là nó không có ảnh hưởng ảnh hưởng đến về lâu dài cũng như là về di truyền đối với trẻ em. Thế còn đối với những cái ảnh hưởng ngay lập tức tại chỗ cũng như là trong 5, 7 đến 10 ngày sau tiêm thì đây là một cái vấn đề nó chúng ta cũng cùng phải lo ngại, giống như là những cái tiêm chủng cho trẻ lớn hơn và tiêm chủng cho người lớn. Thì với cái này thì vai trò của các ông bố bà mẹ phối hợp với cùng những người tiêm chủng trực tiếp và phối hợp cùng với cái hệ thống y tế điều trị để chúng ta cùng nhau sẵn sàng nhìn nhận xem là em bé chỉ phản ứng ở mức độ thông thường hay em bé có phản ứng ở cái mức độ nặng hơn như là tình trạng phản ứng phản vệ chẳng hạn, thì để cho chúng ta phối hợp cùng với nhau. Thế và trong cái thời gian vừa qua thì tại Bệnh viện Nhi Trung ương của chúng tôi thì cũng đã tiêm chủng cho các nhóm tuổi từ 12 đến 18 tuổi. Thì thấy rằng là cái sự đồng thuận của cha mẹ cũng như là cái phản ứng của các cháu thì đều khá là tốt về vấn đề về tâm lý. Thế do vậy trong thời gian tới đây, ngoài cái vấn đề về chuẩn bị về cơ số thuốc, vẫn chuẩn bị về cái dây chuyền tiêm rồi các thứ khác kèm theo, thì chúng ta cũng phải có cái vai trò nữa, đó chính là vai trò của truyền thông, tuyên truyền để cho công bố bà mẹ phối hợp để cho đưa đồng thuận đưa các cháu đi tiêm. Cảm ơn anh Điển. Xin mời anh Hùng ạ. Anh đánh giá như thế nào? Chúng tôi rất là đồng tình với những cái ý kiến và nhận xét của Phó Giáo sư Hồng và Phó Giáo sư Điển. Phải nói là khi mà chúng ta làm ở Nhi Hoa đó, thì hàng ngày chúng tôi thường xuyên nhận những cái cuộc gọi tham vấn của quý vị phụ huynh. Cái thứ nhất, một cái nhóm là các cháu nó bị nhiễm COVID. Đặc biệt là hôm nay là thấy rất là nhiều ca mà dưới 12 tuổi đó, nhóm chưa được tiêm ngừa. Cụ thể là trước khi vào chương trình này tôi nhận được một cái người bạn quen là bây giờ con chỉ là bị coi như là 7 tuổi là nhiễm COVID rồi, thử ra CT của 13 thôi. Thì rất là lo lắng. Chị nói giá mà có vaccine sớm sớm cho mấy cháu thì nó đỡ quá. Đi học mới có mấy ngày thì nó cũng đã lây rồi. Nó bị rồi thì phải nói cũng rất là quan tâm. Cái thứ nhất và cái thứ hai đó là qua cái mình theo dõi nhiều cái tài liệu và đọc đó thì thấy là cái ảnh hưởng mà COVID lên trẻ em đó, trước mắt là mình thấy cái những cái nhóm mà nguy cơ, thí dụ như béo phì rồi bệnh lý bẩm sinh hoặc là các cháu sanh non thiếu ký vân vân, thì cái nguy cơ tử vong cao, đặc biệt là nếu mà chưa được chích ngừa. Và song song đó thì những cái di chứng để lại cho các cháu thế nào khi nhiễm COVID, rõ ràng là chúng ta cái này nó mới quá, mình còn phải nghiên cứu. Thì mới đây chúng tôi vừa nghiên cứu một cái tài liệu mới xuất bản đây trong tuần này đó, thì các nhà khoa học của Ý và Anh đó họ làm một cái survey, tức là một cái khảo sát 510 trường hợp của trẻ mà nhiễm COVID ở Ý và nước Anh từ tháng Giêng năm 2021 cho đến tháng Giêng 2020 và đến tháng Giêng 2021, thì họ thấy rằng có những cái cháu triệu chứng nó kéo dài, 510 cháu này là kéo dài hơn 4 tuần. Cái COVID đó ảnh hưởng nặng nề đến các cháu. Các cháu cảm thấy là khó thở, mệt, rồi đánh trống ngực, đỏ ngực và tinh thần nó trở nên không có ổn định. Và gần như là chỉ có 10% các cháu là trở lại cái mức mình sinh hoạt giống như bình thường trước khi nhiễm COVID. Như vậy thì rõ ràng chúng ta thấy cái ảnh hưởng mà trước mắt và lâu dài COVID đối với trẻ em thế nào. Mình nghĩ đây là vấn đề rất là quan trọng chứ không có đơn giản được. Và có những cái lúc là chúng tôi nhận những cuộc điện thoại của các quý vị phụ huynh nói giá mà ai mà có con giống như chúng tôi mà đã nhiễm COVID rồi mới hiểu cái lo lắng của cha mẹ thế nào và cái khó khăn thế nào, rồi lo cho tương lai các cháu nó có ảnh hưởng như thế nào hay không. Và đặc biệt gần đây thì chúng ta thấy sau khi nhiễm COVID đó thì có khi 4-6 tuần sau lại có cái hiện tượng bị cái viêm đa cơ quan, như nãy anh Điển nói đó là cái gọi là MIS-C đó. Thì tới đến giờ hôm nay thì Bệnh viện Nhi Đồng nhận là 60 trường hợp nặng rồi. Thì may mắn là chúng tôi điều trị tích cực thì không ca nào tử vong, nhưng mà rõ ràng là nó vẫn có thể đe dọa tử vong nếu mà nó nhiễm COVID rồi sau đó nó bị cái viêm đa hệ thống. Còn ngược lại chúng ta cũng phải hết sức thông cảm với các bậc phụ huynh. Bây giờ thì rõ ràng là trong cái gia đình người Việt Nam mình, nhất là thành phố lớn, thì cán bộ viên chức thì những gia đình chỉ 1-2 cháu thôi. Phải nói là mà bao nhiêu cháu thì mình cũng rất là thông cảm. Bao nhiêu con cũng là quý cả, giống quý của cả gia đình, của khi cả dòng họ. Thì cái chuyện mà làm sao mà chích nhưng mà lo là cũng lo lắm ạ. Cũng tâm sự các bác sĩ, giờ em thì thấy có chích, ngay cả con bạn mình là giáo viên thì cũng thấy lo. Em thì em cũng tuyên truyền thấy là em thấy chích là có lợi, nhưng mà bản thân em cũng không thể nào không lo được. Mình sợ là sốc phản vệ, rồi sợ cái này cái nọ, thì mình cũng phải giải thích thôi.
ha. Thì theo thứ nhất là cơ sở khoa học, thì nãy giờ Phó Giáo sư Hồng và Phó Giáo sư Điển đã nói rồi đó, và cái cơ sở mà mình có thể tin tưởng là cái CDC Hoa Kỳ và các nước châu Âu, các nước tiến bộ đó, người ta nghiên cứu rất là kỹ, đánh giá rất là kỹ trước khi cấp phép một vaccine. Thí dụ như cái vaccine mà chúng ta chọn chích cho các cháu là Pfizer đi, thì theo cái trung tâm cái phản ứng phụ, nghiên cứu về phản ứng phụ cho chích ngừa của CDC Hoa Kỳ, thì trong 4.000 trường hợp trẻ mà nhận cái Pfizer này thì không có trường hợp nào sốc phản vệ hết. Và so sánh với cái liều mà cái sốc phản vệ ngay cả người lớn khi nhận Pfizer và những cái vaccine khác COVID-19, tỷ lệ phản vệ nói chung đó thì chỉ khoảng 10 trên 1 triệu liều tiêm thôi. Đặc biệt là cái Pfizer mà chúng ta nói đó thì tỷ lệ nó là 9,3 trên 1 triệu liều tiêm và không có ca nào tử vong hết ha, trong cái lô mà nghiên cứu hơn 4.000 trường hợp trẻ em. Thì mà so sánh với những cái vaccine mà trước đây chúng ta đã tiêm cho các cháu thì như dại, viêm não do mũi đốt hay là sởi qua bị rubella, ngay cả cái vaccine mà chích ngừa ung thư cổ tử cung HPV đó, thì cái vaccine COVID hiện giờ đang dùng đó vẫn là cái số mà gặp những cái phản ứng bất lợi sau tiêm đó, vẫn đứng hàng thứ năm sau cả những cái vaccine mà chúng ta đã từng cho. Thì nó liên quan đến cái rất là quan ý kiến quan điểm của Phó Giáo sư Hồng, là chúng ta thứ nhất là cái kế hoạch tiêm mình phải hết sức là chuẩn bị chu đáo kỹ càng. À, mà qua kinh nghiệm tiêm cho người lớn và đặc biệt là tiêm cho nhóm tuổi 12-18 tuổi, thì trong cả nước chúng ta, ngành y tế và nói chung là chính quyền và cả nước, mình cũng rất nhiều kinh nghiệm rồi. Thì ngay triển khai cho các cháu cháu mà từ 5-1 tuổi này, chúng ta càng phải thận trọng nữa. Có nghĩa là cái tại thành phố tôi biết là bây giờ hiện giờ trẻ em mà từ 5-11 tuổi đó là chiếm khoảng 10% dân số của mình. Ngay tại thành phố Hồ Chí Minh thì đã thống kê kiểm soát bệnh tật 900 mẫu là nằm trong lứa tuổi 5-11 tuổi. Nếu mà trong đợt này thì làm sao để tổ chức toàn kinh nghiệm qua cái tổ chức mà tiêm các cháu từ 12-18 tuổi đó, thì như chị Hồng nói, ngoài chuyện chuẩn bị thuốc men dây chuyền bảo quản, thì cái việc biết đầu tiên là phải tạo sự đồng thuận trong xã hội và người phụ huynh. Và bây giờ nếu mà các cháu đi học thì cái thầy cô đó, hệ thống thầy cô giáo rồi các bậc phụ huynh là thấy rõ là cái lợi ích của việc tiêm vaccine nó cao hơn nhiều so với là nếu mà để cho trẻ bị mắc COVID như nãy tôi nói đó, những cái biến chứng lâu dài, những biến chứng trước mắt rất là nguy hiểm. Và cái thứ hai đó là bây giờ thấy là cả xã hội bây giờ là chích ngừa hết 90% rồi, các cháu lớn chích rồi còn có 10% này thôi, thì 10% này rõ ràng là trở thành yếu thế, rất là dễ sẽ bị lây. Mà các cháu đi học thì cái nguy cơ nó bị mắc COVID sẽ rất cao, vì 90% người kia đã bảo vệ thì chỉ còn cái nhóm này thôi. Thì bây giờ cái chính là tiêm đó là thì chúng ta tạo đồng thuận để giải thích cho phụ huynh yên tâm. Và cái thứ hai là kế hoạch tiêm phải tổ chức thật là chu đáo. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh này, Sở Y tế đã phải nói là đã thiết lập cái kế hoạch, sẽ trình ủy ban là sở đó để tổ chức mà một cách chu đáo, và các bác sĩ chuyên khoa nhi, các bác sĩ mà có nhiều kinh nghiệm trong tiêm ngừa cũng sẽ tham gia vào đây, và chúng tôi tổ chức thành từng đội có kế hoạch đàng hoàng, thí dụ tiêm theo trường, theo khu vực. Và quan trọng là gì, là chúng ta sàng lọc rất là kỹ ha, và theo dõi rất là kỹ sau tiêm. Và cái chính nữa là gì, là như nãy chị Hồng nói là rất khó, các cháu là từ 5-1 tuổi thì cái chuyện mà khi mà khai những cái dấu hiệu mà nó bất lợi đó, những dấu hiệu khó chịu rồi những cái phản ứng thì nó sẽ không có tốt bằng các cháu 12-18 tuổi, thì thầy cô giáo và cha mẹ thì sẽ là những người mà giúp chúng ta theo dõi. Và đặc biệt là phụ huynh ra thì phụ huynh rất nhiều kinh nghiệm trong việc mà tiêm ngừa cho các cháu từ lúc mới sanh cho đến lúc 1 tuổi 5 tuổi là chích bấy nhiêu bao nhiêu mũi rồi, thì chúng ta giải thích thêm, thông tin thêm những cái phản ứng bất lợi có thể có để phụ huynh ta biết, ta phát hiện sớm. Và chúng ta tổ chức cái mạng lưới cấp cứu ngay khi tiêm, là phải nói cấp cứu hồi sức hết sức tốt. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi tổ chức các đội tiêm là luôn luôn có những bác sĩ mà có kinh nghiệm và sẵn sàng là ứng cứu. Ví dụ là các điểm đó có người túc trực sẵn sàng xử trí nếu có tai biến xảy ra, và túc trực 24/4, các bệnh viện đều được báo động là gì trong cái giai đoạn đó, thì hết sức đề cao cảnh giác rồi đối với những cái cháu đó, và mình tuyên truyền cho gia đình người mẹ hiểu, phát hiện sớm để chúng ta làm đã an toàn các cháu. Thì tôi nghĩ là cái tạo cái sự đồng thuận, người mẹ thấy an tâm, cha mẹ thấy an tâm, thì chúng tôi nghĩ là cái kế hoạch mà tiêm chúng ta sẽ thành công, và phụ huynh cũng sẽ rất là sẵn sàng để mà tiêm, để bảo vệ các cháu trước cái chuyện mà dịch COVID-19 là rất nguy hiểm. Tại vì chúng ta biết bây giờ cái chủng Omicron đó, thì cái tác hại nó đến với trẻ em như thế nào, rõ ràng là chúng ta chưa đánh giá được. Ví dụ nó lan như vậy thì nó có nặng đối với trẻ em không, đặc biệt là ở nhóm mà từ dưới 11 tuổi, dưới 12 tuổi chưa tiêm chủng thì thế nào, chúng ta chưa đánh giá được. Thì ngay cả khi mà dịch COVID
nó sau này tôi nghĩ là nó trở thành một cái giống như cúm mùa đó, thì cũng phải chích ngừa, cũng phải bảo vệ các cháu. Thành ra cái việc chích ngừa thì trước sau gì chắc cũng phải chích, để vì bây giờ thì mình chích cho các cháu nó kịp thời thì bảo vệ cho nó. Và cái thứ hai đó là nếu mà 10% trẻ này đó ở lứa tuổi từ 5-11 tuổi thì chích ngừa, thì giống như tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng nó tạo nên một cái mảng nữa để lắp ghép toàn bộ cái bức tranh, nó bảo vệ cho cái cộng đồng chúng ta nó an toàn, để các cháu sinh hoạt xã hội là cái đời sống trở lại bình thường, các cháu học và phát triển bình thường. Xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn anh Hùng. Như vậy thì là ý kiến của chuyên gia thì rất là thấu hiểu, của phụ huynh, cả ba chuyên gia đều rất là lo lắng, nhưng mà đều phân tích rất là khoa học và các cái chứng cứ căn cứ khoa học để thấy cái độ an toàn của nó, đồng thời căn cứ thực tiễn kiểu gì thì không tiêm sẽ rủi ro lớn hơn tiêm rất là nhiều. Cái sự lựa chọn cuối cùng lại thì chúng ta phải lựa chọn phương án tốt hơn, và phương án tốt hơn thì rõ ràng là không tiêm là phương án xấu hơn rất là nhiều. Anh bị lây nhiễm nhiều hơn, anh bị phát nặng nhiều hơn, là phát bệnh nặng nhiều hơn, và đồng thời các cháu cái là hậu Covid cũng nhiều hơn. Thì quả thực là trong cái phân tích từ số liệu cho thấy cái lựa chọn là không thể nghiêng về phía không tiêm. Nhưng mà thực tế thì nó có một vấn đề nào là như thế này. Có những gia đình thì là kiên quyết là không tiêm, đặc biệt là khi thấy là trẻ em còn tuổi này thì nhiễm cũng biểu hiện rất là nhẹ, cũng như là cảm cúng sơ sơ rồi khỏi. Và với tinh thần như vậy thì là người ta kiên quyết người ta không tiêm, không cho trẻ con đi tiêm. Thì trong trường hợp như vậy thì ý kiến của các chuyên gia thế nào, chúng ta có nhất thiết là ban hành những cái quyết định mà bắt buộc là tiêm như là một cái điều kiện bắt buộc phải đưa cháu đi tiêm? Quả thực là chúng ta có thể lập luận là đấy là quyền của các cháu, quyền được tiêm chứ không phải là quyền không được tiêm, bởi vì là tiêm là lợi ích lớn hơn. Thì là các chuyên gia đánh giá như thế nào về cái việc phải tiêm là yêu cầu bắt buộc? Xin mời chị Hồng. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh, trao đổi của anh, của tiến sĩ Dũng. Và thì với góc độ người làm tiêm chủng thì chúng tôi cũng thấy rất rõ một cái bức tranh chúng ta đã giảm được gánh nặng bệnh tật rất rõ rệt, giảm hàng trăm đến hàng nghìn lần các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em nếu như chúng ta không tiêm chủng. Một cái bài học gần đây nhất mà có lẽ là sau tôi thì giáo sư Điển sẽ chia sẻ, tức là chúng ta bị vụ dịch sởi mà sau rất nhiều năm chúng ta đã tiêm vaccine sởi với tỷ lệ đạt rất cao trên 90%. Chấp thuận đưa vaccine này tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi sớm nhất cũng là tháng 11 năm 2021, tức là trước chúng ta mới có 3 tháng. Thì tới đây chúng ta cũng sẽ triển khai vaccine này như là cái vaccine mà chúng ta tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi rất thành công. Thì tôi cũng rất mong muốn các bậc cha mẹ hãy cố gắng tin tưởng với cái kinh nghiệm của các cán bộ y tế về sự tổ chức triển khai vô cùng cẩn thận. Tôi chưa thấy có một chiến dịch nào mà có sự tham gia chỉ đạo rất sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các chính quyền các cấp vào công tác tiêm chủng. Để qua thấy đó thấy rằng ngoài cái việc về chuyên môn kỹ thuật, chúng ta còn có được một cái sự ủng hộ, cái sự chỉ đạo rất sát sao để chuẩn bị tổ chức cái buổi tiêm chủng đấy. Nó đã đảm bảo an toàn thì nó sẽ được tạo điều kiện để cho nó an toàn nhất, vừa đảm bảo kỹ thuật tiêm chủng an toàn phòng chống bệnh truyền nhiễm, đồng thời chúng ta lại đưa ra cái tiêu chí là phòng chống lây nhiễm SARS-CoV-2 ngay trong buổi tiêm chủng. Đấy là một trong những cái mà tôi và các bạn bè đồng nghiệp làm công tác tiêm chủng mở rộng thấy hết sức là rất là yên tâm, rất là vững tay để có thể tổ chức cái chiến dịch tiếp theo an toàn,
như chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi mà tôi đã chia sẻ với các vị khán giả, các chuyên gia là ghi nhận rất an toàn, các phản ứng sau tiêm của chúng ta còn có thấp hơn so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và của nhà sản xuất, đặc biệt là những phản ứng nặng khi được phát hiện thì hoàn toàn đã được xử trí kịp thời. Đó là một cái vấn đề mà chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng như là Phó Giáo sư Hùng cũng chia sẻ, tức là cái sự tham gia của các bậc cha mẹ sớm phát hiện những triệu chứng bất thường, mà tới đây trong buổi tiêm chủng, các cán bộ y tế của chúng tôi sẽ chia sẻ tư vấn đầy đủ, thì các anh các chị sẽ cố gắng ghi nhớ và kèm theo có những cái tờ hướng dẫn để các anh các chị có thể mang về, các anh các chị, các bậc cha mẹ có thể xem xét và để tham gia với cán bộ y tế chúng tôi để có một mũi tiêm chủng an toàn. Từ đó chúng ta mong chúng ta có được một miễn dịch cộng đồng để chúng ta có thêm những lứa tuổi từ 5 cho đến 11 tuổi được bảo vệ phòng chống bệnh COVID-19. Em xin hết. Cảm ơn chị Hồng. Xin mời ý kiến của anh Điền. Vâng, từ đầu đến giờ thì chúng ta cũng đã nói rất là nhiều đến cái vai trò của vaccine. Đúng, thực sự là bây giờ cái bài học thực tế thôi. Chúng ta nhìn giữa Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ Hà Nội hiện tại thì đang cái số mắc đang dâng lên rất là cao. Thế và nhưng mà cái tỷ lệ mà bệnh chuyển nặng cũng như tỷ lệ tử vong thì chúng ta đang rất là kiểm soát rất là tốt. Thì đấy là cái vai trò mà chúng ta nhìn thấy thực tế. Đấy là vai trò rộng lớn của một cái xã hội. Thế vấn đề thứ hai chúng ta cũng đã phân tích rất là kỹ và Phó sư Hùng cũng đã nhắc rất là nhiều là vai trò của mỗi một cái gia đình. Đấy, khi mà một gia đình có một người mắc thì cái sự căng thẳng, sự lo âu và tốn kém chi phí tiền bạc như thế nào. Thì đấy là cái vấn đề thứ hai của một cái tế bào gia đình. Thì với cả cái xã hội và với mỗi một gia đình như thế thì chúng ta đều hiểu được rõ hơn nữa được cái vai trò của vaccine. Thế và hiện nay thì khi mà một cái cá thể nữa, chúng ta nói đến vai trò thứ ba là vai trò của cá thể. Khi mà mắc ấy, thì cái hậu quả của cái vấn đề về hậu COVID-19. Thế và với người lớn thì đã bắt đầu xuất hiện và rất là nhiều như những cái dẫn chứng như của Phó sư Hùng đã đưa. Và trẻ em thì cũng không ngoại lệ như vậy, nó ảnh hưởng đến cái thể chất và ảnh hưởng đến tinh thần của đứa trẻ khi mắc. Thì đấy là chúng ta đang mô tả đến vai trò của xã hội, cái ảnh hưởng của vaccine đến cái xã hội của chúng ta, đến mỗi một cái gia đình của chúng ta và đến mỗi một cái cá thể của chúng ta. Nếu như chúng ta được có một cái miễn dịch bằng vaccine thì chúng ta sẽ không mắc và xã hội của chúng ta sẽ đưa được cái tình hình bình thường mới. Nếu gia đình của chúng ta sẽ phòng chống được cái COVID và nó sẽ không tốn kém về tiền bạc, không gây ra sự lo lắng, căng thẳng, lo âu. Và đặc biệt thứ ba nữa là nó sẽ không ảnh hưởng đến cái thể chất của chúng ta. Không may mà chúng ta mắc thì đây là cái mà tôi cũng khuyên và các ông bố bà mẹ nên đồng thuận cho con mình tiêm với một cái vai trò tư cách của một bác sĩ nhi khoa. Thì tôi nghĩ rằng là tôi khuyên các ông bố bà mẹ nên cho con mình tiêm chủng. Và trong xu hướng tới đây thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng đều rất mong muốn là chúng ta còn phủ được rộng hơn nữa ở cái nhóm tuổi thấp hơn nữa, nếu như có các nghiên cứu của các nhà sản xuất đưa ra cho vaccine ở nhóm trẻ dưới 5 tuổi, bởi vì đây thực sự cũng là những cái nhóm trẻ yếu thế, hệ thống miễn dịch chưa hoàn thiện đầy đủ. Do vậy nếu như mà cái biến chủng mới là chúng ta cũng chưa thể xác định rõ được như thế nào, do vậy là cũng hy vọng rằng với các nhà khoa học tìm hiểu để có thể tìm ra thêm được những cái chế phẩm vaccine dành cho trẻ dưới 5 tuổi. Cũng tương tự như là cho vaccine sởi thì bắt đầu chúng ta tiêm từ 9 tháng. Thì như vậy có nghĩa rằng là một cái mảnh ghép, như phần đầu tiên tiến sĩ Hùng cũng đã nói là một cái mảnh ghép chúng ta ghép nốt vào trong cái bức tranh tổng thể của cái vaccine cộng đồng. Thế và một vấn đề thứ hai nữa là tôi là một bác sĩ nhi khoa, thế do vậy thì cái quyền lợi bảo vệ cái sức khỏe và tính mạng của trẻ em được quyền hưởng những cái thành quả của khoa học, thành quả của nghiên cứu của khoa học và những cái xuất phát từ thực tế. Thì do vậy là tôi nghĩ rằng là các ông bố bà mẹ nên cho con mình là có một cái cơ hội để có thể phòng chống được dịch bệnh, và con có thể nếu không may mà con có mắc thì con sẽ không bị chuyển nặng và đặc biệt là không có thể gây ra tình trạng tử vong. Thì đây là cái mà với một cái tư cách của một bác sĩ nhi khoa thì tôi có khuyên các ông bố bà mẹ như vậy, nhìn rộng ra hơn một chút, nhìn trong gia đình mình và nhìn trong cái cá thể của mỗi một con người. Vâng, xin ý kiến của anh Hùng ạ. Dạ, thưa tiến sĩ, thì chúng tôi hoàn toàn đồng tình với cái ý kiến của Phó sư Hồng, Phó sư Điển đây. Thì tôi nghĩ là thông điệp chính chúng ta đưa đến các bậc phụ huynh giai đoạn này là cái tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là một việc hết sức cần thiết. Nó đem lại cái lợi ích nhiều để bảo vệ các cháu hơn là những cái tác dụng mà có hại. Đương nhiên với ngành y tế chúng ta rồi về các cơ quan chức năng cũng nên
cùng với cơ quan báo chí truyền thông cũng nên tư vấn rồi cho bà mẹ, ông bố, những người mà còn băn khoăn đó thì hiểu rõ cái lợi ích và cũng như cái nguy cơ, mà cái lợi ích thì nó nhiều hơn nhiều và cái nguy cơ chúng ta có thể giảm thiểu tối đa khi mà chúng ta tổ chức hết sức là chu đáo, theo dõi cẩn thận, xử lý nó kịp thời những cái tác dụng phụ có thể xảy ra. Và chúng ta thấy rõ rằng là cái chuyện mà chích ngừa COVID cho trẻ đó là coi như là xu hướng là toàn cầu rồi, và thậm chí các quốc gia khác như nãy Phó Sư Điển nói là giờ người ta còn nghiên cứu ở Cuba rồi đó, nghiên cứu là chích vaccine cho trẻ dưới 5 tuổi nữa cơ, từ 6 tháng cho đến 5 tuổi là một số nước bắt đầu đã nghiên cứu cái chuyện đó rồi. Thành ra như vậy để bảo vệ trẻ đó thì chúng tôi nghĩ là phụ huynh mà quyết định cho con mình trong giờ sớm này là để bảo vệ các cháu trong một cái lớp mà các cháu đó hầu hết đã tiêm hết rồi, người lớn, thầy cô rồi các cái trong gia đình mình là trên 12 tuổi tiêm hết rồi mà các cháu nó chưa được tiêm, thì rõ ràng nó sẽ trở thành là cái người mà dễ nhiễm nhất, là thành đối tượng yếu nhất và dễ bị nguy cơ lây. Và nếu chúng ta đồng thuận mà giúp được tiêm cho các cháu từ 5 tới 1 tuổi, tức là tiêm 10% dân số, thì cái xã hội nó cũng thể cái cộng đồng của mình trong trường học rồi cái phường xã rồi trong cái xã hội thì nó sẽ an toàn hơn nhiều, đặc biệt là bảo vệ cho các cháu. Và nhớ là cái chủng Omicron này mình cũng chưa biết là nó cái còn phải nghiên cứu thêm, không biết là tác động như thế nào đối với cái nhóm trẻ mà nhỏ mà chưa được tiêm vaccine đó. Thì rõ ràng nó cũng có một cái mà chúng ta cũng phải suy nghĩ. Và với tôi hy vọng rằng cũng giống như Phó Sư Hồng, Phó Sư Điển, là quý vị phụ huynh với cái tình thương dành cho các cháu, thầy thuốc cũng vậy mà cha mẹ cũng vậy, chúng ta những thầy thuốc cũng là những bậc cha mẹ cũng có con có cháu, chúng ta cũng rất hiểu. Và chúng tôi được may mắn hơn là tiếp xúc rất nhiều gia đình phụ huynh là cơ nhất là có con mà bị nhiễm rồi đó, thì phải nói là cái nỗi khổ sở đó là nó vô cùng. Và hiện giờ khi các cháu khỏi rồi, người ta cũng vẫn còn lo lắng là vì có những cái tác động lâu dài đến cái tâm sinh lý phát triển các cháu, thể chất các cháu mình không biết được. Thành ra một lần nữa thì cũng mong rằng quý vị phụ huynh sẽ ủng hộ cho cái chương trình này vì lợi ích và an toàn cho các cháu. Riêng đối với ngành y tế thì chúng tôi cũng là những nhân viên y tế thì biết chắc rằng chính phủ và ngành cũng sẽ tổ chức một cái chương trình tiêm mà cho nó an toàn, và chúng ta coi như là tổ chức tốt nhất, an toàn nhất để bảo vệ cho các cháu. Xin cảm ơn ạ. Xin trân trọng cảm ơn anh Hùng. Cảm ơn chị Hồng, anh Điền. Vâng ạ. Quả thực là trẻ em là tương lai của đất nước. Đảng và nhà nước ta dành một sự quan tâm hết sức to lớn cho trẻ em. Chương trình tiêm chủng 20 triệu mũi mà chính phủ vừa mua ở đây đấy cũng là theo cái định hướng đó. Và thông điệp của ba chuyên gia ở đấy rất rõ và rất mạch lạc luôn, là tiêm chủng lợi ích rất là lớn. Lợi ích lớn gấp nhiều lần so với rủi ro. Và các bậc cha mẹ nên lựa chọn một cái lựa chọn không cần phải đắn đo nhiều là tiêm chủng cho các cháu. Bởi vì rằng xét từ góc độ là thương con là thì phải bảo vệ con tốt hơn. Thương con thì phải tránh rủi ro cho con nhiều hơn, chứ không phải là tước bỏ cái quyền được tiêm. Chúng ta cũng phải nhìn nhận vấn đề từ góc độ quyền. Đấy là quyền được bảo vệ của trẻ em, quyền được tiêm chủng, quyền được không bị lây nhiễm, bệnh tật. Và có lẽ nếu mà chúng ta không ủng hộ cái việc tiêm chủng là chúng ta tước bỏ các cái quyền đó của con mình. Và như vậy thì ở cái buổi tọa đàm hôm nay chúng ta đã nghe được những ý kiến chuyên gia, là những người không chỉ là hiểu rất sâu về vấn đề mà những người đáng thực sự là hàng ngày hàng giờ điều trị cho trẻ em, và đặc biệt là những trẻ em liên quan đến bệnh COVID. Và tôi nghĩ những ý kiến đó là rất khách quan, rất trung thực, và những ý kiến đó dựa trên các chứng cứ và trên số liệu, không phải là những cái suy diễn. Thành thử đó là những ý kiến rất đáng tin cậy. Xin trân trọng một lần nữa cảm ơn ba chuyên gia và xin kính chào tất cả quý vị.